Trời đất ơi, chồng kìa, giờ này mà đi tí tắc tầm xa kia kìa. Tôi có bầu mà tôi đi nhanh như vậy á, ổng kỳ cục quá à. Tội nghiệp hơn em lắm. Trời ơi, có ông chồng nhát ơi là nhát, lúc nào cũng nhút nhát rụt rè. Trời ơi, cái gì vậy? Gì vậy? Đi ra công viên không mát làm gì ông nhút nhát rụt rè? Hiên ngang lên coi. Hiên ngang gì nổi hiên ngang. Tôi dặn bà làm sao mai mốt ra công viên hóng mát làm ơn lựa giờ nào sáng sủa chút, chỗ nào đông người chút, giờ này ra công viên nó chấn lột, nó cướp bóc cái hai vợ chồng chết ngắt ngoài này luôn à. Trời đất ơi, ai đâu mà chọc chấn lột ông. Trời ơi, chồng ơi, nhát quá. Tôi lo cho bà là ai nhát? Ông nhát. Bà biết tôi kỵ nhất chữ nhát không? Bây giờ bà nói tôi nhát phải không? Ừ. Rồi tôi kiếm chuyện tôi quậy banh công viên luôn cho bà coi nè. Tôi quýnh lộn ngoài này luôn mới được nè. Ê kia, mày nhìn vợ chồng tao gì mày? Mày biết tao ghét ai nhìn vợ chồng tao lắm không mày? Mày tin không, tao bóp cổ mày, tao móc mắt mày, tao ăn thịt mày luôn mày. Mày tưởng tao nhát hả? Ê, ông cãi nhau với ai vậy? Thằng nít 4 tuổi đó. Trời. Mày tưởng mày nhỏ tao sợ mày hả mày? Bó tay luôn, đứa con nít có 4 tuổi mà kiếm chuyện với nó làm gì? Chứ 5-6 tuổi nó quýnh tôi sao tôi chạy? Ôi chồng ơi, chồng sao mà nhát quá vậy chồng ơi. Bà nín coi, bà còn nói chuyện nhát nữa tôi quýnh bà thiệt không, bà tin không? Nhát 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 hoài à. Ủa thằng nít nãy mới gây lộn sao lớn lẹ vậy trời? Nó kêu bà nó tới đó. Không phải không? Chết cha, nó thọt tay vô túi, nó móc dao móc kéo gì nó chấn lột á. Thôi về em ơi, về lẹ lẹ đi, thằng này nó chấn lột. Anh ơi, em không có tiền nha, tiền vợ em giữ nè. Thôi, lấy tiền đưa ảnh thôi. Không phải, tôi mượn hột quẹt. Chết cha, em lại anh nha, em ngu lắm, em không biết hút thuốc, em không có hột quẹt. Chạy ù về nhà lấy bếp ga cho anh mồi thuốc rồi. Không có thôi, cảm ơn anh nha. Ui da. Không có, tôi chào anh á. Cứ giỡn mà. Tôi gọi điện kêu xe cứu thương, nói tôi bị người ta lấy điếu thuốc nó lụi gần chết rồi. Trời ơi, chồng ơi là chồng nghĩ sao mà điếu thuốc có thể làm mình chết được vậy? Nó đâm chảy máu rồi. Máu đâu? Ủa sao nó đâm quá trời mà không lũng vậy nè? Có điếu thuốc mà làm sao chảy máu được? Ủa điếu thuốc chứ phải con dao hả? Trời ơi chồng ơi, nhát ơi là nhát. Bây giờ nè, em hỏi anh nè, anh còn nhớ cái tên anh là cái gì không? Hồ Anh Hùng. Đó, Hồ Anh Hùng. Anh phải làm sao cho giống cái tên của anh đi. Nãy giờ nó mắc toilet đi chưa? Toilet tối sờ mà nín luôn. Trời ơi, nín luôn là bệnh chết, phải đi toilet đi đi. Ở chồng tôi thui à. Đi không? Không đủ sáng sao đi được. Ông tên gì? Mệt quá, tôi tên là Hồ Anh Hùng. Hồ Anh Hùng là tôi. Đầu đổi trời, chân đạp đất. Hùng hùng hùng. Đúng rồi. Dẫn Hùng đi toilet coi. Đá phát vô trọng vậy. Vợ con nhờ xíu cứ la hoài. Trời ơi chồng ơi, sao mà nhát quá vậy, nhát vậy trời. Trời ơi, chị Quê, chị tả ông chồng chị nhát, em đâu hình dung nhát quá cỡ vậy chị. Nó nghe mà đừng có buồn phải không, cứ y theo kế hoạch mình làm. Đàn ông ta ghen ta dữ dằn, rá mùi mẫn cho ông tin ông ghen lên đánh tôi liền. Không, không nổi đâu. Rá mùi mẫn không. Ông ra kìa, ông ra. Em ơi, em ơi, trong toilet tối quá anh sợ ma. Ý, ý trong thì có ma. Ý, ở ngoài này có quỷ hả? Ủa vợ tôi mà. Nó làm gì nó bụt bụt hoài vậy nè. Ê, anh. Cái gì? Không có gì. Ủa con nó đạp hả? Đau quá. Ê, con đạp đâu? Con ai? Con anh. Nó dữ vậy nè trời. Trời nó ung nó kìa. Trời ơi, mày buông ra coi. Trời ơi, tôi không đập chiếc giày ở đầu này, tôi không phải con người. Sao hồi chiều anh mới ra tù em không đón anh? Dạ em bận. Nó nghe không dán tù này có chồng phải không? Dạ. Sao hai người không ở với nhau? Chồng em tàn nhẫn đối xử với em tệ bạc. Đâu có. Thằng chồng đối xử tệ với em hả? Dạ tàn nhẫn lắm. Chỉ cho anh biết thằng chồng em đâu. Chồng em kìa. Hả? Mày là chồng Huệ hả? Dạ. Phải không? Dạ. Hai đứa đâu quen nhau đâu. Ủa cái chị là ai vậy trời? Dạ em chào chị. Cái bụng chà bá vậy mà chào chị hả? Chị, thằng nào đánh chị mà ở bụng chị xưng chà bá vậy? Con quỷ nào đánh chị vậy? Mày là chồng đừng có chối mày. Trời ơi, không phải chồng mà trời ơi, không quen không biết gì sao chồng chỉ được. Thiệt. Thậm chí tên chỉ tên gì em còn không biết sao chồng chỉ được, đúng không? Thiệt không biết tên không? Thiệt không biết tên. Nó nói vô giùm anh Tiến đi Huệ. Trời biết tên Huệ. Em mới nghe anh kêu em liệu kêu theo chứ bộ. Đúng rồi, chồng mà chết tao cho mày. Dạ. Họ kệ mày, nó khùng mà. Chỗ hai mình hung nhau mình cứ hung đi. Hung anh ơi. Kệ nó. Đúng rồi, hai mình xa nhau lâu quá rồi, bữa nay hung một lần. Cứ 1, 2, 3 là mình là cái phạm cái hả? Hung nhiều nhiều chứ đã hả? 1, 2, 3 là cái phạm. 1, 2, 3 phạm. Buông ra. Buông cái gì ra? Mấy đứa nhỏ buông cây ra coi. Em la mấy đứa bé chứ bộ. Trời ơi, bó tay em ngọn này luôn. Nó thấy chưa? Anh gì? Ai mắt ai kêu anh ngoài kìa. Đâu? Ai? À. Rồi sao vụ dễ đi quá vậy nè. Về lẹ em ơi. Thôi con có về. Về đi, thằng này nó dữ lắm. Về đến nhà rồi anh có bảo vệ được mẹ con tôi không? Về nhà em vô nhà anh đóng cửa lại, anh bóp một khóa, anh đứng trong nhà anh bảo vệ em cho. Không, không. Thằng này nó dữ lắm, anh dám đụng nó đâu. Tôi mà. Chỗ đây. Bà lấy tay bà đẩy qua. Ra chỗ tôi ngồi thì ra đây. Xí cho em nói một câu. Cái chỗ tôi ngồi ra đây, nói cái gì? Vợ em chứ bộ. Thì biết là vợ giờ mượn vợ ôm chút được không? Kìa, người ta mượn vợ mình ôm kìa, phải làm sao? Mày vô phải vậy mày. Ủa. Nhìn mày nhiều như mày. Thấy chưa? Tại sao mày biết vợ tao, mày được ôm được hôn tối ngày vậy mày? Ủa. Mày nhìn kỹ mặt tao đi như mày. Tao nói cho mày biết nha, tao là con chó chứ mấy con người nha mày. Lộn văn, lộn văn. Ê, quên, con người chứ mà em chó hả mày? Bây giờ mày ôm hả? Tao hỏi mày nè, mày muốn gì? Đó. Anh muốn gì? Đó. Anh muốn gì anh làm đi. Anh có con dao rồi. Rồi tự nhiên tao ngang xương tao lại nó kiếm chuyện, tao đánh mày nè. Mày ngon mày đánh tao đòi vợ tao kìa. Nó hèn quá, rủ anh không à. Trời, mày làm ơn làm phước mày đánh lại tao cưới. Cái đầu tao nha mày. Cái đầu tao nha mày. Kìa. Ta đánh trên đầu, đầu là thờ cha thờ mẹ, phải làm sao? Kệ nó, coi như đấm bóp cho ba mẹ nó trả đi. Không có dễ mà chọc anh giận nổi đâu. Mày ngon mày bóp cho ông nội tao một cái tao còn cảm ơn. Thiệt, người ta đánh thiệt. Biến sách ra, coi chừng chúng nha, tôi giận lắm rồi. Đó, vậy đi. Bây giờ mày ngon không? Hả? Cố lên. Mày ngon thiệt không? Đó, đánh. Ngon. Mày chấp hai vợ chồng tao đi. Mày quýnh ăn vợ tao, tao thua mày luôn á. Trời ơi, ba làm ơn làm phước đánh lại con cái của ba. Huệ Can, Huệ ơi. Máu không lên là Huệ ơi, Can, Huệ ơi. Ông giết tôi bây giờ á. Anh đi. Anh đi. Anh đi. Huệ Can đi. Không Can. Tôi bạn ra cho em. Ui. Mày làm gì mày quýnh vô đầu tao hoài á mày. Tao quýnh vô đầu mà mày làm gì thế? Mày nhái tao, tao quýnh mày thiệt cái nhà kia. Mày quýnh rồi. Tao nhìn mày hết nổi ở nhà kia. Quýnh rồi. Mày hả? Mày hả? Ở trường đây đây. Cái mạnh vô. Giọng nó em mới hả giận hả? Giọng số 7 à? Ê, không phải. Dạ. Bẹp. Quýnh chưa? Quýnh nguyên cái bẹp luôn rồi đó. Rồi bỏ tay thôi đi. Bỏ tay rồi, chồng tôi là không trị. Em anh quýnh đó mà em. Nhát chứ, mày đặt tôi. Em. Em. Đi. Buông vợ tao cắt rồi. Mày hả? Mày hả? Không phải. Mày hả? Gì? Bây giờ anh em đánh luôn phải không? Tao quýnh mày sao? Đánh luôn cái nữa coi. Quýnh mày nè. Bây giờ nó mét vợ tôi nữa. Trời ơi, thằng này nó cùng hội với tôi nè. Nó tổ trưởng, tôi tổ phó chứ đâu. Chồng về chồng. Bà câm miệng mà lại bà quýt về nhà cho tôi coi coi. Trời ơi, ông dám đuổi tôi hả? Tôi là chồng bà, tôi là đàn ông, tôi trụ cột. Tôi gan rồi. Về. Dám đuổi tiếng nữa không? Quýt. Một tiếng nữa. Quýt. Trời đất ơi. Chồng em dám đuổi em rồi. Chồng em dám chửi em rồi. Em mừng quá. Hùng, em về nhà trước nha. Anh kêu em cút là em cút. Em về nhà đợi anh đánh em luôn nha. Hồ anh Hùng, anh về nhà đánh em nha. Đàn ông lên rồi. Đàn ông là phải vậy nè. Gán giả.